Sứ Lê Gia xin kính chào cô chú và anh chị ạ. Hôm nay thì cũng như mọi ngày ha, con làm clip quay lên, đăng lên giới thiệu đến với cô chú và anh chị một số cặp sứ Thái ghép ha. Và con xin được chia sẻ thêm là tụi con có cung cấp phân dơi nữa ha. Phân này mình bón được cho tất cả các loại cây trồng luôn. Con bán một túi như vậy là giá 20 ngàn. Và công dụng của nó là nó giúp cây mình có bộ rễ khỏe nè. Và bộ lá dày xanh, ít sâu bệnh. Cây ra nhiều nụ, hoa to, hoa mình có màu sắc tươi đẹp ha. Và nếu cô chú và anh chị mình cần dùng số lượng nhiều á, thì bên con có cung cấp dạng ký nữa ha. Và con quay trở lại con bán cây sứ. Đây là cặp số 1. Cặp số 1 mình có cây siêu bông với cây màu tím. Cây này siêu bông ha, cặp này con xếp hai củ hình hơi quái, dáng nằm. Cặp này số 1 nè, cây siêu bông, hoa đỏ. Cây của mình được 7 bo. Đang cho nụ ha, cặp này đang cho nụ hết. Cặp này là sứ dáng nằm nha. Và qua đây cây màu tím, hoa dạng cánh kép, màu tím than. Cây tím cũng đang cho nụ ha. Cây tím này thì 4 bo. Cái củ tím này thì đây nó có cái vết cắt lành rồi nè ha. Nó lành rồi. Cặp này số 1 240 ngàn. Đây số 2. Số 2 là mình có cây hằng sơ. Con xin lỗi, có cây này là cây Vân Huế 5. Với lại cây lớp. Cây này lớp hoa màu đỏ. Có sọc ha. Cánh có viền. Cây lớp này 7 bo. Củ nó to khoảng 1 gang rưỡi tay mình ướm lại. Và qua đây là Vân Huế 5. Hoa dạng cánh kép màu hồng, có sọc. Cây 7 bo. Cây này có hình hơi quái, sứ dáng nằm ha. Cặp này là màu hồng với màu đỏ nè. Số 2 260 ngàn. Đây số 3. Số 3 có cây khải ca với cây hằng sơn 5. Cây này hằng sơn 5, hoa dạng cánh kép, hoa màu trắng. Giống hằng sơn này thì xuyên hoa cực kỳ luôn. Cây này 7 bo. Nó xuyên hoa và cho ra hai chùm nữa. Cây này có bộ tàn xòe ra tròn ha. Tựa phân nhánh đều hết. Rồi qua đây cây khải ca. Hoa dạng cánh đơn màu tím có sọc. Khải ca cây này 5 bo. Cặp này là số 3, 240 ngàn. Qua đây số 4. Số 4 là mình có cây đại hồng bích với cây lâm vinh. Cây này lâm vinh, hoa màu đỏ, cánh đơn ha. Cây nó 3 bo. Cái giống này nó cánh đơn nhưng mà nó xuyên hoa. Bên con ghép là con lựa mấy giống nào hãy cánh đơn thì lựa giống xuyên hoa con mới ghép ha. Và qua đây cây đại hồng bích, hoa dạng cánh kép. Cây màu trắng, cánh viền hồng. Cây nó 4 bo. Cặp này số 4, giá 200 ngàn. Qua đây số 5. Số 5 là có cây thuận, cây thảo thuận với cây rồng vàng. Cây này rồng vàng, hoa dạng cánh kép, màu vàng. Cây mình 4 bo ha. Cái cây rồng vàng này thì con vô chậu 8 ha. Nhưng củ của nó thì nó to khoảng bằng cái lon sữa 400 gram. Và qua đây là cây thảo thuận. Cây mình 5 bo. Cặp này số 5, 240 ngàn. Và đây số 6. Số 6 có cây ngọc băng với cây siêu bông. Cây này siêu bông, hoa đỏ. Cây 3 bo. Củ to khoảng bằng lon sữa 400 gram ha. Và qua đây cây ngọc băng, hoa dạng cánh kép màu trắng. Cây 5 bo. Cặp này số 6, giá 220 ngàn. À, đây số 7. Số 7 có cây cẩm hồng với lại cây hot girl. Cây này hot girl. Cây này hai giống nè ha. Hot girl ha, hai lớp màu đỏ. Hot girl này là lá đỏ luôn ha, đang cho nụ hết nè. Và ghép giống này là kim lân, hoa màu đỏ. Kim lân nó đỏ ở trong cái phần ở lõi trong nó có hơi trắng trắng. Dạng cánh kép. Cây này thì nó 3 bo. Và qua đây là cây cẩm hồng, hai lớp màu hồng, cây mình 4 bo.
tựa của cây cẩm hồng này ra dài ha, tựa ra rất khỏe nè, co ghép nó ra tựa khỏe gần cọng mọc ú. Cặp này số 7 giá 200.000. Và qua đây số 8. Số 8 có cây hồng ngọc với cây xuân phúc. Cây này hồng ngọc, hoa dạng cánh kép màu hồng, cây mình 4 bo ha. Cây này nó phân tựa ra đều hết, có bộ tàn xè ra tròn, tựa dài nữa. Và qua đây là cây xuân phúc. Xuân phúc là hoa 3 lớp màu đỏ, cây 4 bo. Cặp này số 8 giá 220. Và qua đây số 9 có cây ngọc khuê, cây kim lân. Cây này ngọc khuê, hoa dạng cánh kép màu vàng, hoa chấm đỏ, cây 5 bo. Và qua đây là kim lân. Kim lân hoa dạng cánh kép hoa màu đỏ, cây mình 5 bo này ha. Cây kim lân thì đang cho nụ mà. Kim lân ngọc khuê số 9 240.000. Và số 10, số 10, 10 với 11 là con có hai lô hàng thanh lý ha. Số 10 là một lô này nó 5 cây. 5 cây 200.000. Đây là hàng thanh lý ha cô chú và anh chị. Hàng mình ít bo và nhiều, có nhiều cây thì ở cũ ở dưới nó có sẹo ha. 5 cây mà có 200.000 là nói chung là tiền nào của đó ha. Rồi bắt đầu lô này số 10 ha. Cây đầu tiên là cây quân tử Long Thành hai giống. Quân tử là hoa dạng cánh kép màu đỏ sọc tím, tím sọc đỏ chứ con nhầm. Và Long Thành 3 lớp màu đỏ, cây mình 4 bo, củ to khoảng 1,5 gang tay mình ướm lại nè. Và qua đây là cây lạc Long Quân, hoa dạng cánh kép màu hồng, cây này 4 bo, bo ghép ra còn hơi ngắn nè ha. Và qua đây là ngọc băng, hoa dạng cánh kép màu trắng, cây 3 bo, củ này thì nhỏ, củ bằng hộp sữa ông thọ. Và đây là cây tấn hỷ, hoa 3 lớp màu đỏ, cây 3 bo, cây này cũng củ khoảng bằng lon sữa 400g. Và cây kế này là hồng ngọc, hoa dạng cánh kép màu hồng, cây hồng ngọc này là nó 6 bo. Lô này số 10, 5 cây, 200.000. Rồi qua đây lô số 11. Số 11 là mình có cây đầu tiên là cây D5. Cây D5 này là nó bo quá tay luôn. 10 bo. 10 bo, củ to khoảng 1,5 gang tay mình ướm lại. Củ này nó có vết sẹo này ha. Đã lành rồi, ở này nó cắt thì chát keo lại lành hẳn rồi ha. Và qua đây là ngọc băng rồng vàng, cây này hai giống. Rồng vàng màu vàng nhận cánh kép, ngọc băng nhận cánh kép màu trắng, cây này 3 bo. Và qua đây là hot girl. Hot girl là hoa hai lớp màu đỏ, cây 2 bo. Cây này là good look, hoa dạng cánh kép màu hồng, cây 4 bo ha. Và cây Long Thành 3 lớp màu đỏ, cây Long Thành này thì 6 bo luôn. 6 bo, bo còn hơi ngắn, bo ghép có tựa ra hơi ngắn ha. Cái củ Long Thành này củ hình hơi quái nè, củ to nữa, củ nó khoảng 1,5 gang tay mình, củ hình hơi quái. Lô này là số 11, 5 cây 200.000. Dạ. Bên tụi con á là xếp hàng phân dơi và hoa sứ trên toàn quốc luôn ha. Nên khi cô chú và anh chị mua hàng thì xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho tụi con ha. Và cô chú và anh chị yêu thích hoa sứ Leza thì xin hãy bấm like để ủng hộ. Và đồng thời mình bấm đăng ký để mình có thể cập nhật những thông tin mới về những mẫu hoa đẹp. Dạ con xin cảm ơn ạ.